Quý vị có thể nói câu chuyện cho con đi du học sớm vẫn đang còn là nỗi đắn đo của không ít các bậc phụ huynh. Có nên cho con đi du học hay không? Và con du học ở thời điểm hay độ tuổi nào thì hợp lý? Có phương án hay lựa chọn nào tối ưu để giảm bớt rủi ro hay những lo lắng hay không? Thật ra là có, thưa quý vị. Ngoài phương thức du học thì còn phương thức du học tại chỗ. Có thể nói đây là một trong những cách giúp nhiều phụ huynh khỏa lấp bớt những rủi ro trước khi cho con đi du học. Có thể nói, câu chuyện cho con đi du học sớm vẫn đang còn là nỗi đắn đo của không ít các bậc phụ huynh. Bởi nhiều em học sinh vẫn chưa định hình được mục tiêu hay chưa thật sự sẵn sàng thích nghi với cuộc sống ở một môi trường hoàn toàn khác xa về văn hóa. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật như hiện nay, các mắt xích giữa các nước trên thế giới ngày càng chặt hơn, tạo thành chuỗi các giá trị toàn cầu. Hay nói cách khác, thế giới đang ngày càng trở nên phẳng hơn ở đa lĩnh vực, ngành nghề. Với ngành giáo dục, đối với những đơn vị lớn, có tiềm lực, hệ thống các trường trải dài không chỉ ở nước sở tại, mà còn trải dài đến nhiều nước khác trên thế giới. Chính vì thế, hiện nay phương thức du học tại chỗ có thể nói là một trong những lựa chọn của nhiều bậc phụ huynh nhằm tránh một số rủi ro. Du học tại chỗ có thể hiểu một cách đơn giản, tức là chúng ta học tại Việt Nam nhưng mà chúng ta lấy bằng quốc tế. Trong quá trình du học tại chỗ, các bạn vẫn có thể có các trải nghiệm quốc tế thông qua việc là học 1 đến 2 học kỳ tại nước ngoài hoặc là trực tiếp tại nước ngoài. Bên cạnh đó, nhu cầu tìm hiểu, trao đổi văn hóa và làm việc quốc tế của thế hệ trẻ ngày nay ngày càng lớn. Hay nói cách khác, thế hệ trẻ ngày nay có xu hướng trở thành công dân toàn cầu. Chính vì vậy, không ít các bậc phụ huynh đã cho con tiếp xúc môi trường quốc tế từ nhỏ. Còn đối với những em học sinh chưa có điều kiện tiếp xúc sớm, thì nhiều em cũng đã có tinh thần chủ động phát triển trong tương lai. Thật ra thì em cũng tìm hiểu khá kỹ về du học rồi, từ nước nào đến trường nào phù hợp với ngành học của em. Thì em cũng thấy là giá cả thứ nhất là nó rất là cao. Thứ hai là kiểu mình vừa mới là học sinh cấp 3 ra trường xong thì cũng kiểu chưa thực sự chín chắn để có thể rời xa vòng tay bố mẹ. Bản thân tôi cũng là cựu sinh viên của Swinburne Australia. Vì thế thì tôi biết là khi mà đi học ở nước ngoài thì cần khá nhiều kỹ năng mềm. Vì thế tôi muốn chuẩn bị con tôi sẵn sàng cho việc học ở Úc. Do đó tôi quyết định chọn con tôi đi học khóa Global Citizen. Trong số ít các trường có chương trình quốc tế tại Việt Nam, để phụ huynh có thể lựa chọn cho con du học tại chỗ, đạt được mục tiêu trở thành công dân toàn cầu, có thể kể đến Swinburne Việt Nam, đơn vị giáo dục hợp tác quốc tế giữa Đại học Swinburne Australia và Đại học FPT. Khi học tập tại đây, học sinh vẫn sẽ được cấp bằng quốc tế, như các bạn học tập tại Australia. Được biết, trước đây Swinburne là đơn vị đã tài trợ cho các quán quân của các nhà vô địch đường lên đỉnh Olympia. Tại Swinburne Việt Nam, chúng tôi có một hệ thống bảo đảm chất lượng tương đương. Cái việc bảo đảm chất lượng tương đương này nó liên quan đến chất lượng của giáo viên trong giảng dạy, liên quan đến chất lượng của dịch vụ sinh viên, liên quan đến việc bảo đảm một cái môi trường quốc tế, liên quan đến việc cơ sở vật chất và liên quan đến những cái điều kiện mà sinh viên sau khi ra trường sẽ được gắn với cả điều kiện thực tiễn các doanh nghiệp để mà làm việc và có kiến thức thực tiễn. Phần lớn nhờ vào tiến bộ khoa học công nghệ mà hiện nay thế giới ngày càng trở nên phẳng. Do vậy, sau khi trải qua môi trường học tập đa văn hóa, không chỉ ngay tại Việt Nam, các bạn học viên cũng có thể tham gia vào môi trường làm việc quốc tế.